Vâng, cảm ơn quý khán giả đã cho màn ảnh. Thì thưa anh Hải và cô Xuân Phương, thì qua cái vấn đề mà Biển Đông đang tiến hành cái việc mà cái quy tắc ứng xử Biển Đông COC, và người ta hy vọng rằng vào khoảng gần cuối năm 2017 thì cái công bố là họ sẽ công bố cái nội dung của cái quy tắc ứng xử COC như thế nào. Nhưng mà như Xuân Phương đã trình bày lúc nãy đó, là bây giờ cái COC có hoàn thành hay chăng nữa thì nó cũng không có gì lợi cho các quốc gia mà đang có tranh chấp với Trung Cộng ở tại Biển Đông. Tại vì dù muốn gì không, Trung Đông đã coi như đã hoàn tất xong cái chuyện mà khống chế ở tại Biển Đông. Và trong cái bối cảnh như vậy đó thì Việt Nam mình là cái quốc gia có lẽ là chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tại vì cái phần mà Trung Cộng chiếm ở tại Biển Đông thì nó chiếm của Việt Nam nhiều nhất, từ Hoàng Sa, Trường Sa và khống chế toàn bộ gần như hết tất cả cái bờ biển của Việt Nam. Và ngày hôm nay mà ngư phủ Việt Nam mà đi ra ngoài đánh cá thì gặp tàu Trung Cộng hoặc là cướp hoặc là bắt hoặc là đủ thứ đâm cho chìm, thì đây là một cái viễn ảnh rất là tồi tệ đối với người dân Việt Nam. Và khi mà khống chế như vậy thì coi như cái cửa ngõ đi ra Thái Bình Dương của Việt Nam đang bị khóa bởi cái lực lượng của Trung Cộng. Và trong khi đó thì ở tình hình tại bên trong của Việt Nam á, thì đang có những cái vấn đề rất là quan trọng. Và một trong những vấn đề mà chúng ta thấy được đó là cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở tại Việt Nam. Và ngày hôm nay cá chết không phải ở miền Trung mà ở miền Tây, ở các cái bờ biển ở miền Tây cá cũng bắt đầu chết rất là nhiều. Và nước thử là trong đó có những hóa chất độc tố ở trong đó. Và cái điều mà có lẽ là Việt Nam đang kỳ vọng là sau khi cái Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP thì Việt Nam đang kỳ vọng một cái hiệp ước song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng này thì cũng hy vọng là cái hiệp ước này sẽ được thúc đẩy để Việt Nam có cái cơ hội để mà xuất cảng nhiều hơn vào Hoa Kỳ với những cái thuế má nó được thấp nhẹ đi. Thì nhưng mà khi một cái phái đoàn của bên giáo phận Vinh do Đức cha Nguyễn Thái Học dẫn đầu đi ra qua Âu Châu và vận động với các cái diễn đàn quốc tế, thì song khi mà Việt Nam và Âu Châu cũng đang tiến hành một cái hiệp ước về thương mại song phương giữa khối Âu Châu và Việt Nam, và nếu và cái hiệp ước đó đang còn chờ đợi các quốc hội của các quốc gia ở trong Âu Châu thông qua cái hiệp ước này thì khi đó nó mới có hiệu lực. Thì với cái sự kiện mà môi trường đang ô nhiễm rất nặng nề ở tại bốn tỉnh miền Trung cũng như khắp ở tại Việt Nam, và với cái sự mà vận động thế giới một cách rầm rộ ở ra phía bên ngoài về cái tác hại của môi trường ở tại Biển Đông, thì theo Xuân Phương đó, thì liệu cái hiệp ước thương mại song phương giữa Việt Nam và Âu Châu nó có thể bị trở ngại hay không? Xuân Phương nghĩ nó có thể sẽ có một vài trở ngại, nhưng mà nói chung thì cái hiệp ước này nó cũng sẽ được các nước Liên minh châu Âu thông qua. Trở ngại thì như thế nào? Có thể rằng Liên minh châu Âu sẽ yêu cầu một số các kiểm tra gắt gao hơn về một số các sản phẩm, thí dụ như hải sản hay những đồ ăn. Nhưng mà những cái vật dụng mà gọi là công dụng hay là những đồ như bàn ghế hay quần áo giày dép thì chưa chắc rằng là cái vấn đề môi trường nó ảnh hưởng đến cái quốc hội của Liên minh châu Âu. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Liên minh châu Âu trong những năm vừa qua vấn đề kinh tế cũng đang gặp một số khó khăn, và họ cũng đang muốn có những cái thị trường, có thêm những cái hiệp ước thương mại tự do với rất là nhiều nước, và đặc biệt là những nước mà không phải là Trung Quốc, để mà có một cái gì đó nó đối chọi lại khi mà họ nói chuyện kinh tế thương mại với Trung Quốc. Thành ra thế nào Liên minh châu Âu cũng đang cần những cái hiệp định tự do thương mại với Việt Nam, với Thái Lan, với tất cả những các nước khác. Đối với họ càng nhiều càng tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái vấn đề mà môi trường nó ảnh hưởng đến những cái sản phẩm mà Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
thì lúc đó sẽ là những cái vấn đề. Thì đó là những cái điều mà có lẽ chúng ta nên vận động nhiều hơn các NGO về cái vấn đề môi trường, bởi vì họ sẽ tạo được một cái tiếng nói càng lớn hơn. Bởi vì đối với chúng ta người Việt Nam quan tâm đến đất nước quê hương thì chúng ta thấy cái thảm họa Formosa nó kinh khủng quá, nó ghê gớm quá, nó hại không biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình. Nhưng mà nói về trên phương diện thế giới đó thì thực sự cái tin tức về Formosa nó vẫn chưa được đưa đến nhiều, chưa được nó trở thành một cái thiên tai khủng hoảng mà tạo được cái sự chú ý cho thế giới. Thành ra Xuân Phương nghĩ rằng chúng ta càng phải tạo thêm, vận động thêm, tạo thêm cái tiếng nói về cái vấn đề này và chỉ ra những cái thiệt hại mà nó có thể ảnh hưởng đến người dân của các nước mà sẽ ký những cái hợp đồng thương mại với Việt Nam. Thì tới lúc đó cái sự quan tâm của chính phủ các nước này và cái sự quan tâm của các quốc hội của các nước này nó mới càng quan trọng hơn. Vâng, thì đúng đúng là như vậy. Thì cái vấn đề mà môi trường thì những cái gì ảnh hưởng trực tiếp đến những cái sản phẩm mà xuất khẩu qua thì nó sẽ có ảnh hưởng. Và một cái khía cạnh khác mà nếu mà người Việt Nam cũng như người trong nước khai thác tới đó, ngoài cái việc môi trường ra đó, là những cái cuộc đàn áp về về tôn giáo, những cuộc đàn áp về dân quyền nó rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa anh Hải, là trong chúng ta biết là cuối tháng này đó thì Nguyễn Xuân Phúc sẽ được Donald Trump tiếp vào ngày 31. Ông sẽ có mặt ở đây ngày 29. Nếu mà trường hợp ông tới Houston này thì chúng ta chuẩn bị một cái cuộc biểu tình lớn ngay tại đây. Thì có lẽ ông không dám tới Houston đâu. Nguyễn Tấn Dũng tới đây một lần cũng đã được nếm mùi cuộc biểu tình rất lớn của đồng bào chúng ta rồi. Thì thưa anh Hải, khi mà Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị tới đó thì cộng đồng Việt Nam đang có những cái cuộc vận động về vấn đề vi phạm nhân quyền tới Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta được biết là trong cái thời gian vừa qua là Cộng sản Việt Nam đã gia tăng sự đàn áp đối với người dân, đặc biệt với những cái blogger cũng như là những cái nhà báo tự do liên quan đến những vấn đề nhân môi trường, vấn đề nhân quyền. Và mới đây ông Nguyễn Quang A đã bị bắt. Thì thưa anh Hải, là lý do gì mà Việt Nam đang cần những cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về mặt kinh tế? Và Nguyễn Xuân Phúc ra đi tới đây là một điều mong ước rất lớn của Việt Nam, bởi vì kỳ vọng vào để mà cứu cái nền kinh tế rất là nguy khốn của Việt Nam, bởi vì cái nợ xấu bây giờ rất là lớn và nợ thành ra người ta nghĩ rằng Việt Nam có thể bị bankruptcy. Vậy thì những hành động về phía đàn áp tôn giáo, cách của anh Nguyễn Văn Tân của Giáo hội Phật giáo và hiện giờ đang được ra tại Quốc hội của Hoa Kỳ, cũng như những cuộc bắt bớ những cái blogger như là luật sư Nguyễn Văn Đài, rồi Trần Huy Thức, rồi cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vâng, rồi cô Trần Thị Nga, và mới nhất là Bạch Hồng Quyền, rồi Hoàng Bình. Thì tất cả những cái đó nó tạo nên một cái mặt rất là xấu đối với vấn đề quốc tế, và đặc biệt là khi mà đến Hoa Kỳ này. Thì thưa anh Hải, cái nguyên nhân nào mà nó lại chống đánh xuôi kèm thổi ngược như vậy khi mà đang có yêu cầu đối với Hoa Kỳ? Thì như chú này có đề cập tới thì ngày hôm nay có một ngày 25 tháng 5 trong Quốc hội Hoa Kỳ có một buổi điều trần nói về cái sự khủng hoảng về nhân quyền ở Việt Nam. Và chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị của anh Nguyễn Hữu Tấn đã đến dự và đã có mặt để nói chuyện về cái vấn đề của anh Nguyễn Hữu Tấn. Thì thật sự đây là một cái việc mà chúng ta cũng không hiểu nổi là tại sao mà trong khi đang cố tình đi ve vãn để mời gọi những cái quốc gia Tây Phương đến Việt Nam đầu tư và để mở những mối làm ăn lớn hơn, nhưng mà Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền rất mạnh. Và nhiều người phân tích gia đã nói là hình như là cái phần đàn áp nhân quyền này nó đã xảy ra ngay từ sau khi ông Tổng thống Obama đã rời Việt Nam sau chuyến thăm của ông, là ngay tức sau đó thì đã những cái cuộc đàn áp từ đó tới giờ vẫn đã tiếp tục và không ngưng.
từ đó tới giờ, và mong rằng trong cái cuộc chuyến thăm này thì đã cái cuộc đàm phán vừa hội nghị vừa rồi buổi điều trần về nhân quyền ở Quốc hội Mỹ có thể để đưa một cái tin nhắn về với lại Tổng thống Donald Trump trong buổi gặp mặt ông với ông Nguyễn Xuân Phúc sắp tới đây. Và có thể đó là những áp lực trước đây và Việt Nam vẫn phải nặng tay về nhân quyền vì những ảnh hưởng rất lớn trong trên kinh nền kinh tế và chính trị của Trung Cộng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và từ lâu tới nay, Mỹ vẫn chưa có một cái quan hệ quân sự hoặc là một quan hệ về thương mại lớn đối với Việt Nam để có thể là Việt Nam buông tay với Trung Cộng và lánh xa Trung Cộng và đi gần với khối Tây Phương hoặc là Mỹ. Trước đây có những bàn thảo về chương trình TPP thì Việt Nam tham gia TPP với cái mục đích là muốn làm ăn thẳng với Mỹ. Lúc đó thì nếu mà TPP đã không thành thì lúc này Việt Nam muốn được song phương có một cái mối làm ăn thẳng với Mỹ để mong ước có phần nào để phát triển cái phần kinh tế đang có thể nói là kiệt quệ vì cái số lượng nợ công chồng chất rất cao và cái ảnh hưởng của cái về kinh tế của Trung Cộng bấy lâu nay đã làm Việt Nam bị lụy vào kinh tế của Trung Cộng rất nhiều. Nhưng mà hiện tại kinh tế của Trung Cộng đang đình trệ, đang đi xuống. Vừa rồi cơ quan Moody người đã thẩm định cái điểm về quốc gia và cái đã hạ điểm của Trung Cộng vừa qua vì cái số lượng nợ công của Trung Cộng chính họ cũng đã cao về vì vậy và họ đã tiên đoán là cái mức phát triển của Trung Cộng sắp tới sẽ chậm lại, có nghĩa là cái sự giúp đỡ của Trung Cộng và cái ảnh hưởng của họ trên kinh tế của Việt Nam sẽ giảm đi nhiều. Và vì đó thì cái nhu cầu của Việt Nam về một cái cứu một cái nguồn mà tài trợ giúp đỡ kinh tế ở một nước khác ngoài Trung Cộng ra thì nó sẽ càng lớn hơn và có thể trong thời gian điểm này là một thời điểm mà có thể là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhân nhượng thêm nhiều về cái chuyện đòi hỏi của để được đạt được những cái quan hệ song phương về thương mại giữa Việt Nam với Mỹ hoặc là giữa Việt Nam với Âu Châu trong tương lai. Vâng, thì chúng ta thấy một số những diễn tiến ở tại Việt Nam và có lẽ là thời giờ để không cho phép tôi trình bày nhiều thêm. Thế nhưng mà trước khi mà chấm dứt, tôi muốn hỏi cô Xuân Phương một cái là cái việc mà ông Võ Văn Thưởng là trưởng ban tuyên giáo của Cộng sản Việt Nam kêu gọi là sẽ đối thoại với những cá nhân có những cái bất đồng chính kiến hoặc là thì Xuân Phương nghĩ như thế nào về cái lời kêu gọi đó? Thật sự tôi không biết tại sao một chính phủ mà nói là chúng tôi sẽ đi đối thoại với các cá nhân bất đồng chính kiến. Thật sự thì tất cả những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam từ trước đến giờ cũng chỉ có cùng một yêu cầu thôi, đó là tự do, nhân quyền và dân chủ cho đất nước. Thì ngày nào mà còn đảng Cộng sản độc quyền, ngày nào mà vẫn chỉ là độc đảng để mà cai trị đất nước thì thật sự cũng chẳng có gì để đối thoại hết. Bên đây cũng chỉ có đâu có gọi là muốn thương lượng để mà, tại vì đó là những cái điều mà đòi hỏi không có thể nào mà giữa chừng, chúng ta không thể giữa chừng dân chủ được, hoặc độc tài hoặc dân chủ, chứ không có thể nửa nạt nửa mỡ được. Thành ra Xuân Phương nghĩ rằng không có cái gì mà để đối thoại hay là thương lượng, nó không phải là một hợp đồng mua bán, nó là một cái đòi hỏi của người dân, đòi hỏi chính đáng của người dân, thì chính quyền, chính phủ có cái trách nhiệm phải chiều, phải làm theo cái ý muốn của toàn dân mà thôi. Chứ thật sự đối thoại với một cá nhân hay một riêng một đảng phái nào nó không có ý nghĩa gì hết. Vâng, thì thưa quý đồng hương, là chúng ta thấy trong cái bối cảnh Việt Nam hiện giờ những cuộc xuống đường của người dân càng ngày càng gia tăng và những cuộc xuống đường đó nó có sự lãnh đạo, có sự hướng dẫn và Cộng sản Việt Nam đang đứng trước những cái khó khăn khi mà lòng dân càng ngày càng muốn đứng lên để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của họ. Và theo tôi thì cái điều mà ông Võ Văn Thưởng đưa ra
cái nhằm mục đích là để chia phá rẽ. vỡ cái thế đấu tranh của đồng bào chúng ta, là phân hóa những cái sự mà các nhà đấu tranh, các phong trào đấu tranh và cái mục tiêu đó của họ để nhằm củng cố lại cái quyền lực của họ mà thôi, chứ họ sẽ chẳng bao giờ thực tâm cả. Và chúng ta biết rất rõ là đối với cộng sản thì chỉ có một giải pháp duy nhất là thay thế mà thôi, chứ không có vấn đề gọi là đối thoại nói chuyện gì cả. Mà muốn thay thế, chúng ta phải tạo áp lực và vận động quần chúng đứng lên những cuộc biểu tình hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người thì chắc chắn chế độ này sẽ ra đi. Thì bây giờ cũng là thời gian đã hết, xin anh Hải và cô Dương Vương cứ lời chào đến khán giả của Đài. Kính chào tạm biệt quý vị. Dạ, xin chào.